Đây 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 đây. Rồi chết. Sao anh? Hello anh em. Tại là mình đang ở sân Hồng Hà. Sân này ngày xưa người ta gọi là sân Việt Nam Airlines. Tại đằng kia nó có cái tòa nhà Việt Nam Airlines và sân này cũng là của sân bay. Đó. Bây giờ sân này sân cỏ thật. À, nhưng mà hình như là cũng khá là xình lầy á. Khoa Cua Toa đang chụp sân 11 phía trong rồi. Và mấy anh em đang đá ở trong. Mình thì bên áo đen. Mới được bộ đồ mới. Số mới luôn, số 11. Bình thường mình mặc số 12. Mà số 12 bị nhỏ quá, mình không được. Mình nhường cho anh ngoài kia mặc rồi. Mình chưa hỏi tên nữa. Còn mình lấy lại cái áo của ảnh là số 11 mình đang mặc đây. Và mọi người nãy giờ đá cũng được chắc cũng nửa hiệp 1 rồi, mình chuẩn bị ở ngoài để vào đá ha. Rồi một trận đá banh sân 11, hy vọng là anh em sẽ thích thú với trận banh này nha. Ở bên đây còn một sân 5 nữa nè. Lâu lâu mình cũng qua đá sân 5 chỗ này. Mà chắc là từ trước giờ tới giờ mình cũng không có ghé lại đây đó. Cỏ khô rất đầy. Sân này được cái là xung quanh cây cối quá trời luôn. Đó. Phía ngoài này là đường đường gì ta quên mất tiêu rồi. Bạch Đằng không ta? Bạch Đằng bên kia. Còn đây đường Hồng Hà này phải, Hồng Hà. Xung quanh bao phủ bởi cây cối. Tùm. Quá trời cây. Đó. Ai biết sân này thì comment nha. Rồi, mình đã vào sân rồi. Trời, sân gì sình không vậy? Cỏ cao mà toàn là sình không à. Được vậy. Chắc đá tiền vệ đi. Ok, lên đây. Trời ơi. Cái gì mà nhìn xuống toàn sình không à. Không thấy miếng cỏ nào luôn. Đứt. Để sao bước được em? Đi. À, cỏ đây rồi. May mặc đồ đen á chứ. Tài ơi. Dạ dạ dạ. Đúng rồi Tài ơi. Trời. Thôi phức mạnh em. Ai hút đi mà. Bình. Lấy tài. Ok anh. Tốt anh. Đấu pha. Bình. Ok. Rồi thấy.
ném dưới để chơi thôi, trên đâu giữ banh được đâu. Thôi. Và đây là khoa của ta, ngoài sân 5 thì sân 11 khoa cũng chơi rất là tốt nha anh em. Chết tôi. Chưa đủ. Lần nữa, lần nữa. Ok. Khung thành trống thì đá ghê lắm. Lát có đối thủ thì sao ta? Sân banh gì ngay rừng hơi ta sao ta? Nó đi về ai bói. Xin phải ơi. Đù. Thôi còi to dữ ta. Rồi em lên. Còn tâm. Chà. Bỏ vô. Đúng rồi. Ha. Lấy anh Đức. Đức Đức. Bỏ luôn thành, phá luôn thành, phá luôn. Tối tài ơi. Ăn. Yeah. Tối tài ơi. Ê, trên sân có rác nữa. Một cái ly. Mình sẽ giục cái ly này. Cậu gái nữa Tâm. Ok ok. Chết tôi. Đây 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 đây. Rồi chết. Sao anh? Ok sầm đúng không? Từ 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 từ. Ê, đứng lại chi, đứng chi, đứng chi. Nằm đi, nằm đi, nằm đi, nằm đi, nằm đi. Nằm đi, nằm đi. Tự té. Gói 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 bị gói rồi. Dây chằng rồi. Chết rồi. Rồi dây chằng anh yếu sẵn rồi. Ok. Rồi. Dạ. Sao cháy đó đạp hụt đúng không? Đạp hụt mặt đất đúng không? Đạp xuống cái lỗ. Ê, kiếm chỗ nào ngồi đi chứ đây giờ. Ổn không anh? À. Này đây đây đây. Thôi cháy nó vô luôn hả? Quậy. Còn nè em ơi. Rồi để em đá thôi. Bay 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 bay. Về kìa. Bước ra liền. Nó vừa ở giữa luôn. Nè Bi. Còn Tâm. Úp Bi. Về lại. Hey.
Biên, biên, đổi cánh. Cái gì đây vậy ta? Lệch xíu. Phản công luôn. Sao ai đứng mặt bóng vậy? Đây. Tới đây. Đây, đầu tay, đầu tay. Ok, đây. Đây. Sau một mạng của mình. Nãy giờ đứng khô rồi. Mỗi lần mà đá một trận ở sân như thế này về là giặt giày mệt mỏi luôn. Xem mấy đôi giày của mấy bạn trong sân xem nè. Đó, cool nè. Giờ hay. Mấy bạn kia cũng giờ hay luôn. Mấy người mà mang vớ trắng với giày trắng á là về chà giày mệt mỏi luôn. Đó, thấy không? Giày đen thui luôn. Vớ đen thui. Ấy. Wow, có bàn thắng luôn. Quá hay. Hay quá Quân ơi. Mình vừa mượn được một đôi giày của đứa em. Nãy giờ đá. Một đôi S19.1. Yeah. Màu trắng hồng. Và giờ nó thành màu gì rồi? Về chà mệt mỏi luôn nha anh em nha. Về chà mệt mỏi luôn nha. Trời ơi. Thấy không? Đôi giày như thế này thì giặt kiểu gì anh em ơi. Trời ơi. Nhưng mà yên tâm đi. Mình tin là vẫn sẽ giặt được. Giặt được nha. Giặt cho sạch rồi đá tiếp cho đen. Sau đó giặt tiếp. Vừa đá xong và trời bắt đầu tối đen như mực. May quá đá xong rồi. Ai đá sau thì thủy chiến thôi. Đó, đây là đôi giày của mình. Sau trận thi đấu, một đôi Predator. Mình không nhớ là 19.1 đúng không ta? Ờ, hình như vậy đó. Mình gỡ dây ra rồi, bình thường nó có lỗ sỏ dây ở đây. Về nhà ngồi chà mệt mỏi luôn. Control skin. Đó, anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại, bye bye.